Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong clip ngày hôm nay, bên em giới thiệu một dòng mạch súp mới để anh em mình tham khảo. Chiếc mạch súp anh em đang quan sát đây, nó có hình chữ nhật khá dài đó. Chiều ngang của nó là 22 cm, chiều cao của nó là 33 cm. Chiếc mạch này thì của Trung Quốc sản xuất nhưng không có tên. Ở đây anh em, không có tên ở đây. Nó có công suất đánh tối đa là 850W. Về cách dùng của những mạch súp thì nó khá đơn giản. Mình có thể dùng như là cái cắt cốt body quizzer ở đây thì từ 50Hz cho đến 200Hz và volume max, min max to nhỏ, và công tắc đảo pha ở đây, và một cái là mình chạy auto là tự động on và off. Mình muốn không muốn chạy auto thì mình tắt nó đi, on và off ở đây, mình tắt nguồn. Đây là một trong những con sản xuất được những cái linh kiện rất là tốt. Anh em nhìn ở trước hình đây, linh kiện là khá chất lượng ở đây, cái bên xanh. Cái đường input calon là không dùng được anh em nhé, họ làm cho họ làm đây, không hàn vào đây này, không kết nối, không dùng được đâu. Đó, không kết nối được với súng mền. Nguồn xuyến và chạy 4 sò tô. Đây, nguồn có thông số đầy đủ các trên hết đây. Cái mạch chất lượng như thế, mạch chất lượng, mạch xanh chất lượng. Cái sò anh em đang theo dõi hình đây có giá bán là 1,1 triệu một cái và được bao ship toàn quốc. Anh em quan tâm điện thoại trực tiếp cho bên em qua số máy 0904 61 2323, và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.